Gia đình Phương thì tất nhiên rồi, gia đình nào thì cũng yêu thương con cái hết. Nhưng mà ba mẹ của Phương được một cái là họ là những người có suy nghĩ rất hiện đại, rất là không phải là phóng khoáng nhưng mà là cởi mở. Và họ không tham gia quá nhiều vào cuộc sống của con cái. Đó là cái lý do vì sao Phương có được cái sự tự lập của mình bây giờ. Và mẹ của mình là, vẫn là những người phụ nữ Việt Nam truyền thống thôi. Nhưng mà mẹ của Phương lại có một cái rất là hay, đó là con hãy tập trung vào những cái điều con muốn làm trước. Những cái giá trị của mình á, sẽ thu hút những cái người mà nó xứng tầm với mình. Và hãy nhớ là dù có làm gì thì cái cuối cùng mình luôn hướng tới là cái hạnh phúc gia đình. Và cái người đàn ông á, họ sẽ luôn cần một người mà có thể phối hợp được cả hai. Vì họ là cái nhánh cứng, mình là cái nhánh vừa có thể mềm vừa có thể cứng. Đó là cái sức mạnh của người phụ nữ. Ngày xưa phụ nữ của mình có thể ra ngoài đánh trận mà có thể ở nhà nấu cơm chăm con được. Thì đó là cái điều mà Mai Phương sẽ dung hòa giống như cách mẹ mình đã làm trong gia đình của mình. Vậy thôi. Còn tương lai sau này như thế nào thì chưa biết. Có thể nhiều khi Mai Phương bánh bèo thì sao.